Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Cerato phiên bản nhập khẩu quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và đây là cái phiên bản đủ phiên bản xuất châu Âu quý vị các bạn nhé. Chắc quý vị các bạn cũng đã biết ở phiên bản Kia Cerato nó có rất là nhiều phiên bản. Phiên bản xuất tại thị trường nội địa nó khác và phiên bản xuất về Việt Nam nó khác. Và cái phiên bản xuất sang châu Âu nó sẽ khác nhau quý vị bạn nhé. Đặc điểm để nhận diện rõ nhất là cái phiên bản xuất sang châu Âu là tiêu chuẩn nó cao nhất quý vị các bạn ạ. Tiêu chuẩn xuất sang châu Âu là cái phiên bản 10 túi khí quý vị bạn ạ. Đây là chiếc xe này là phiên bản đủ phiên bản 10 túi khí đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe đã lăn bánh được 11 vạn km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 360 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato nhập khẩu 2011 này thì hãy liên hệ nghe theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2011 phiên bản xuất châu này ạ. Mời quý vị và các bạn.
luôn.